chập heo nuôi được 6 tháng rồi. Hù gái quá, tội quá. Không muốn đậm hết. Ai da. Rồi bể rồi. Tét ra đừng gọi đừng đâm nữa. Tét ra đi. Đập sao con heo nguyên á. Đổ ra chút chút ra. Rồi. Đổ heo hả? Đổ ra, cầm gì đổ ra luôn. Ấy ờ. Ủa là chim. À. À. Yeah. Ủa, anh này anh bỏ vô nguyên đời chỉ việc như vậy. Ơi, heo 6 tháng của tôi, heo 6 tháng của tôi. Vì việc học hành mà phải đập ra đóng tiền thôi. Ủa, có cái này luôn hả? Thật là khổ. Bao thư vậy? Ủa, có bao thư luôn hả? Tiền bao lì xì không dám xài nhé, còn nguyên luôn nè, đây. Trời ơi, hồi Tết năm ngoái gì? Gió thổi bài. Ủa, đừng nói anh bỏ nguyên tờ cho vậy luôn nha. Nhiều. Trời ơi, ai lì xì tiếng kia vậy? Đó. Vô nhắc vô bao rồi. Đây. Chị. Hello. Làm gì? Nói gì đâu. Được không? Mẹ nói nhanh quá không nghe. Đừng nói anh bỏ nguyên tờ 500 gì luôn à. Nhét vô heo tờ gì luôn hả? À? Trời ơi, ai ngỡ không nhét tờ 500 gì vô. Cái viên ở trên bốn cái góc của cái mồm á, mua đủ đóng tiền học nữa thì biết đủ đóng tiền học không? Nghe cái gì cái mình bye bye, chập heo của mình đến đây là hết.